bộ đội ở miền Nam với anh em bộ đội chủ lực miền Bắc. Và chúng tôi cũng khẳng định nếu như không có anh em bộ đội miền Bắc thì chắc chắn là miền Nam chúng tôi cũng không có thể đánh được Mỹ và cũng không thể nói đến việc giải phóng miền Nam. Thì với bản thân tôi, gia đình thì cũng như các anh các chị ở đây biết là gia đình cũng thuộc cái diện là có truyền thống. Ông anh cỏ đi tập kết ra miền Bắc, ông anh thứ sáu có ba anh em trai, thì lúc bấy giờ là ông làm ở đội công tác, và bản thân thì tham gia từ tháng 8 năm 68 vũ trang cho đến hết năm 72. Thì trong các quá trình đó thì bản thân cũng có nhiều kỷ niệm, mà tôi chỉ nói một vài kỷ niệm ngắn thôi. Trước hết chắc xuất phát từ cái lòng căm thù rồi dẫn đến cái yêu nước. Bao nhiêu đồng chí đi trước đã ngã xuống, mà trong khi tuổi đời họ cũng chỉ mới 18-20, trong khi bản thân cũng ở cái tuổi đó lúc bấy giờ thì không thể mình làm ngơ được, mà trong các trận đánh rất chi là ác liệt và cái tính quyết tâm nó lớn lắm. Ví dụ Nga trước khi giương súng lên bắn vẫn suy nghĩ rằng bắn thằng nào to con lớn xót đó là thằng chỉ huy, đi kèm với cái thằng là mang cái má BRC-25 thì rõ ràng đó là cái chỉ huy, ít nhất hắn là đại đội trưởng, thì cũng cố gắng nhắm rồi để xuống dùi mát đưa lên khẳng định phải bắn cho được, nếu cũng có trận bắn không bị thương hay như thế nào về ăn hẳn tiếc rẻ, ăn hẳn thực ra thực lòng mà nói, hoặc là nghe một cái chiến thắng thành cổ Quảng Trị mình giải phóng anh em mừng rơi nước mắt luôn. Mừng chứ hồi đó cũng chưa biết thành cổ Quảng Trị ở đâu, hay là nói Bình Long Xuân Lộc, nói ở Công Tâm đường 13. Anh em ở đây là nói lên cái sự đoàn kết gắn bó, mà nhất là đối với anh em là vì cùng ăn cùng ở cùng tham gia chia lửa với nhau trong những trận đánh. Và cũng có những trận mà anh em chúng tôi cũng thường nói với nhau, Nga anh Hương lúc bây giờ cũng nhỏ hơn tôi một tuổi, hai anh em nữa đêm dài như thế mang súng lựu đạn mình xuống Nga sông Lĩnh, tức là cái sông ở phía trước này, hai anh em vào đặt mình xong rồi ra ngồi chờ, mà có ai phân công đâu, có ai bảo đâu, hai anh em vẫn quyết làm sao lần này là phải diệt cho bằng được. Thế nhưng mà cuối cùng địch nó là ở Nga đó luôn, sớm là nó xuống, nó đứng cách chỉ có 2 mét anh hơi này, rồi nó xuống miệng đánh răng, hai anh em chúng ta phải bỏ mình và ở đó hơn tiếng đồng hồ xa mới lui dần rút dần, vì không thể đánh là chết, vì nó ở có tiểu đoàn mà anh em chúng tôi không hề biết trơn. Thì cũng có những cái khiếm khuyết mà hầu như trong các trận đánh là chỉ không ai lãnh đạo chỉ đạo quyết đoán, thấy được là đánh, không ai phân công. Có trận lớn thì có, chứ còn có trận nhỏ anh em tự lực thôi, bán được thì bán, không bán được thì thôi, chứ cũng không ai bắt buộc. Và một cái nói tài nghệ thì không nói, nhưng mà tất cả các loại vũ khí của địch để lại là chúng tôi dùng rất chi hiệu quả. Có anh Bính, anh Hương ở đây biết lựu đạn 26, lựu đạn trồng, xin thưa rằng nó hiệu quả cái công phạt hơn gấp mấy lựu đạn của mình. Mình nói là mình nói hơi chê vũ khí của xã hội chủ nghĩa, nhưng mà thực tế nó là như thế, vũ khí rất hiệu quả, kể cả súng nữa, súng M60 Thượng Liên Trân Châu, loại đó là loại hiệu quả, hay là 79, tức là em kêu súng phóng lựu đấy, thì loại đó là rất chi là tác dụng. Anh em địa phương là rất mong anh nào được giữ Thượng Liên M60 thì rõ ràng là bỏ RBD thì không sánh bằng cái súng quản lý này, nhưng mà trong các trận đánh hầu như là to giành được cái ưu thế tuyệt đối. Ngay chỗ sông Lĩnh cá đa hơn 100 mét đó, thì tôi, anh Kỳ và anh Tư, ba anh em phục đó, bốn trăm mình lay mo của Mỹ đấy, phục sam địch nó lay bấm mình sam. Nhưng mà cái điều anh em chúng tôi không biết kỹ thuật là mình nó ban qua phía bên nhỏ anh Hương ở đây không có một tay nào bị thương hay chết cả, đó là cái nguy. Nhưng mà trong cái tình thế đó không có con đường nào khác, đành là phải đánh bộ thôi, rất là lựu đạn rằng đó nếu không nhầm là cũng gần 20 trái lựu đạn của Mỹ, lựu đạn sao không á, để mà đánh. Thì trận đó nó đi 8 tên thì 4 tên chết tại chỗ, 3 tên bị thương và 1 tên nói là chạy dọc theo con súng này chạy được. Còn
nói về cái gương chiến đấu quả cảm á, có thể nói anh em miền Bắc chúng tôi ở gần, chúng tôi chứng kiến là anh em hy sinh kinh khủng lắm, cái hy sinh nhiều mà lập được cũng nhiều thành tích. Chiến đấu mang tính chất là đến cùng, không chạ, không rút, đánh khi nào mà thắng thì thôi, chứ còn không có cái chuyện là nửa chừng là rút hay là bỏ chạy như anh em du kích chúng tôi. Anh em du kích chúng tôi đánh được, đánh xong là chạy chứ không có ở, vì biết Nga là nó sẽ tập trung vũ khí ớt liệt, nó sẽ dập lại mình là nguy hiểm. Còn về thực tế bây giờ ở địa phương thì chúng tôi rất hài lòng là xã của chúng tôi cũng được xây dựng là xã nông thôn mới và đã được tỉnh huyện công nhận. Nhưng mà nói về mức thu nhập thì có thể nói là chưa bằng có cái xã nông thôn mới ở vùng đông. Thì đã báo cáo với các anh các chị là như thế. Và bản thân của tôi thì cũng nguyện sống làm như thế nào trong cái tuổi đời xế chiều này thì giúp cho địa phương được càng nhiều càng tốt. Chính vì thế mà cái vị trí bí thư thôn mà 14 năm ròng rã thì tôi cũng thối thoát nhiều lần, nhưng mà anh em cũng bảo thôi cầm sức thì gắng làm để đưa có cái phong trào ở khu dân cư nó lên. Thì tôi có mấy ý như thế xin thầy. Tôi nói thêm tí này. Hồi nãy thì có nói cái chuyện là du kích đánh như thế nào, thì tôi nói thêm ý thế này, gọi là du kích nó theo từ Hán ấy. Du là chơi, kích là đánh, cái này ân đánh, ân là nghỉ, không ai bắt buộc, không có phương án tác chiến rồi. Đấy, bây giờ Mỹ nó lên cái rồi hai ba anh em rủ nhau thôi, ta bắn bia máy phát cái là trúng người ta chạy, hay là bây giờ Mỹ ở đó cái là ân ban đêm cái là mong mỗi người máy có lựu đạn vào này cái chạy rồi rút, không ai bắt buộc anh phải đánh mà nó ân rồi đánh. Ân rồi đánh, ân bản, không bắt buộc. Đó, du kích thì nói chiến tranh du kích là như vậy đấy. Chứ còn cái chính á, của du kích thời đó á, cái thời chiến á, là bọn tôi là giữ làng. Giữ làng tới địch vô làng mình đánh, không vô làng thì thôi. Cái việc thứ hai nữa là đến bộ đội chủ lực đến á, là phải đưa đường cho họ, tiếp cận mục tiêu, tiếp cận với địch. Rồi á, hàng ngày thì có thể là gờ mình thấy là rất ân gờ, cả tiếng lấy có là pháo lép của địch ấy, nó không nổ đập ra rồi cả tiếng thành bom và mìn rồi đi ra, nhưng mà chẳng đã ngộ gì cơm nhỏ vợ thấy gia đình không chưa có vợ như thế thì đánh thôi, chứ chẳng hiểu là cái gì hết, chẳng lương chẳng hướng gì cả, không có chủ kích là như thế đó. Tôi xin có cái ý kiến thêm là tôi thấy ở chỗ này, nếu như không có du kích, không có bộ đội địa phương, không có những người cơ sở để giúp cho bộ đội đưa đường chỉ lối rồi nói về địa hình địa mặt thì có lẽ quân chủ lực cũng khó lắm, khó lắm. Không bao giờ không đánh được. Mà quân chủ lực hầu như là dựa vào đây, mà thậm chí bao bọc anh em cơ sở, anh em cơ sở ở đây du kích chỉ đường sang rồi ba đồng chí đặc công trinh sát đi trước sang đến đó, một đồng chí ở lại, hai đồng chí lui lại mới đưa người địa phương đến cái chỗ mà đang đứng, rồi ảnh hỏi tình hình phía trước qua cái đồng ruộng, qua cái cánh cái đồi cái gò như thế nào, rồi tiếp tục vì anh đi đúng động tác, còn du kích thì đâu có đi đúng động tác, rồi vừa đi vừa dò dẫm vừa ra mì. Do đó mà cái ví dụ trong cái chiến dịch năm 72 đến Cam Dơi căn cứ Rấu Đài thì hầu như là suốt cả thời gian hơn một tháng trời chuẩn bị là anh em địa phương chỉ có một việc như vậy thôi, báo cáo tình hình, mà bộ đội chủ lực á, biết cần phải biết, ví dụ yêu cầu ở địa phương anh báo cáo bây giờ đơn vị của ngụy đây là đơn vị nào, trung đoàn nào, tên nào chỉ huy trong quân đội đó, ngụy á, trong lính ngụy đó là người Nam Bộ hay là người ở miền Trung, có tham gia đảng phái gì không, và đã bị đánh ở Quảng Trị đường 95 Lào chưa, anh hỏi trước, và cái vũ khí sử dụng của các đơn vị đó như thế nào, nhờ địa phương cung cấp báo cáo, chứ còn mấy ảnh thì hầu như ảnh không biết được. Và cái thường á là pháo nó bắn như thế nào, nó ngang ngừa, nó đưa quân đi còn quét sao, tức là nó giữ căn cứ rốt, thì
ảnh tham vào, ảnh hỏi, ảnh nắm bắt được tất cả những cái ý. Và địa phương thì nói chung là chúng tôi có cơ sở mặt báo cáo lên, chúng tôi cung cấp lại là hoàn toàn là chính xác. Và kể cả trong cái đồi ga cấm dân, chủ yếu cấm dân, chứ đồi ga thì không có chi, thì trận địa pháo ở chỗ nào, chỉ huy sở ở chỗ nào, sân bay ở chỗ nào, và kho đạn ở chỗ nào, và xe nó ra nó ấn ngữ ở ngoài hàng rào là ở khu vực nào, kể cả trận địa pháo. Thế thì địa phương cung cấp để ảnh suy tính và ảnh lập cái trận địa giỏ để ảnh vật, ảnh tập, ảnh đánh. Đến trước á, tức là tập vượt trước, và đến cái ngày giờ rê đó thì bắt đầu nổ súng đánh công dân. Thì bà có thêm cái ý đó. Cho tôi nói thêm cái này chút nữa. Nói chuyện về anh Thông là khi tôi còn đương chức á, là nói cái đề tài chiến tranh á, là tôi tâm huyết, dù có thể là mình hy sinh những cái gì nữa cũng cần viết về đề tài chiến tranh. Viết là để cho con cháu mơ sao nó hiểu biết về cuộc chiến ở đây như thế nào. Bây giờ nói cái quyền cái sổ anh Hùng, nhưng mà anh Hùng là ở đâu, sách vở để lạ, chứ còn viết trên cái bố cáo thì không cụ thể đâu, viết chung chung. Bây giờ tôi muốn viết cụ thể, cho nên một lần tôi đạp trên bố Quảng Nam ấy, anh Phạm Thông này là người viết về đề chiến tranh, tôi chụp ngay bờ viết và tôi gọi họ tất cả mọi người có biết Phạm Thông hồi nữa, tôi đâu có biết Phạm Thông hồi trước 2012 kia, không biết Phạm Thông là ông nào. Cái là tôi biết sau này là tôi gọi đến Phạm Thông, thôi anh về Quế Sơn anh viết cho tôi đi, viết về đại diện anh. Và anh viết cho tôi được một cái tập sách Quế Sơn đất của người miền Trung, không biết ở bên đây chị có nhận được chưa nè, rất hay, mà ông viết rất sát thực tế, viết về con người, người dân ở đây, cái đánh nhau ở đây thế nào, là ở trong tập sách có ấy. Và anh viết rất là nhiều tập sách, thì tôi có cảm xúc là rồi anh về giúp cho tôi viết được tập sách đó. Cái thời tôi mới nói ổng thôi là tôi không biết làm thơ, mà tôi làm thơ, tôi nó bất ngờ gặp là Phạm Thông, có gặp nước mà như nắng hè gặp mưa, tức là hắn vừa ý thôi, cho nên là anh viết cho tôi, viết về đời thì anh. Anh ấy viết rất đặc sắc, mà viết thực tế đấy, chứ không có hư cáo, cáo sô viết vậy. Mà cái tập sách bây giờ nó rất giá trị. Và ông viết cho Tâm Kỳ rất nhiều, Quế Sơn mới viết cái tập thơ. Vừa rồi tôi cũng nói thơ vào, mời ông vào viết tiếp cho Đông Phú đây. À, ông nói thơ bây giờ nhiều nơi mời quá anh chưa viết được. Chứ còn anh Thông là tôi cho một cái người Quảng Nam này có lẽ có 102 đâu. Tôi chấm chưa ai được Quảng Nam nản đấy, chưa ai viết được bàn Phạm Thông. À, nói về đề chiến tranh Phạm Thông viết sót nhất, à, viết thực tế chứ đừng mình viết tầm bậy tầm bạ, mình hư cáo viết nó không ai nghe đâu. Bây giờ phải không biết có người có tên có tuổi ở đâu, đánh như thế nào và được người ta thừa nhận thì cái bài nó mới có giá trị, chứ không có giá trị. Cho nên khi tôi làm cái đề tài chiến tranh của Quế Sơn á, viết xong tôi xuống cái địa phương đó mở một hội nghị thẩm định, ít chất cũng phải được 20 người ngồi lại. Bà này anh Thông biết nè, từ ngữ đủ chưa, chỗ nào thiếu, chỗ nào dư, chỗ nào hư cấu bậy bỏ, viết đúng lắm không ai cả được. Bây giờ tôi ra tập sách nhưng mà không ai cả được, nó thằng cho nó viết bậy là không được, biết đúng mà ai giúp cả. Thôi tôi nói chuyện sơ anh Thông là tôi cũng rất là quan ngay, là anh Thông là cái người rất tuyệt vời đấy. Cảm ơn anh. Bây giờ thì em xin mời bác Lý Công Bính, được biết bác là anh hùng lực lượng vũ trang người của Quế Sơn, và cũng lại được biết bác là xung kích, thì em cũng rất là muốn bác chia sẻ với khán giả của Uy Tín Việt Nam và với anh em có mặt hôm nay ở đây trường hợp mà bác được phong anh hùng. Xin báo cáo với tất cả các anh chị thử thực ấy, là đối với bản thân của tôi thì hơi ít lắm. Cái thứ hai là về trình độ năng lực, cái là trong thời gian đó, thời bối cảnh hồi đó là học hành cũng không được bao nhiêu. Nhưng thực là
trong cuộc kháng chiến là tôi cũng không biết là anh Hùng này là cái gì cả. Nhưng sau này là được đảng bộ chợ Quế Lam mời ra cho viết lại cái đó. Thì bối cảnh của tôi cũng rất éo le. Thì thực ra là anh Thăm này rất biết rất rõ về cái bối cảnh của tôi. Tức là cũng không dễ chi mà nó cái mặt bàn của nó được mà hắn tung chen xuyên suốt trong quá trình là đấu tranh chống Mỹ. Thì thực là tôi tham gia từ cái bộ đội xa này được tăng cường về là làm sở đội trưởng Sơn Khánh chỉ trong vòng 2 năm thôi. Nhưng trong vòng 2 năm của sở đội trưởng Sơn Khánh là tôi tổ chức những trận đánh rất tiêu biểu. Mà kể cả tỉnh độ Quảng Nam cái trận đánh hơn ông nhà thì thực là tôi cũng xin trình bày cho các anh chị rõ. Tức là trong quá trình nó đám đó một đại đội Mỹ có hai chó vật rê, thời gian 3-4 tháng lẫn cám cắt rõ cái đường dây giữa vùng Trung và vùng Đông. Tức là đám là hòn ông nhò ở cái núi Hòn Tà này, tức là bộ đội ta lên xuống chết quá nhiều. Tức là phục kể cả nhân dân rồi là nó phục nó bán cháy coi như là xương là chắc với nhau. Nên quá trình tôi suy nghĩ là tôi cũng quyết định là thôi mình sẽ sát này nó diệt được nhiều anh em mình với bà con bộ đội nhiều ấy. Thì rõ ràng nó chủ quan, tôi quyết định là tổ chức một trận đánh. Thì trong lúc đó là tôi sở đội trưởng, tức là chỉ có sự thực là sao tôi quyết định đánh là trong lúc đó lựu đạn đồ cũng không có máy. Nên tôi phải lên nguyện đội, tôi xin kích về cho anh em đi luyện Mỹ Long có hợp hồi đó là về với quân giới của huyện là làm cái mảnh để bỏ vừa cái lông có hợp đó. Tròn tròn nhỏ nhỏ để mà làm nên lựu đạn để mà tiếp tục đi đánh. Thì sau đó thì tôi sở đội trưởng và đồng chí Quần là sở đội phó. Nay là phó cho ngoài đã chết rồi. Thế là đồng chí Quần cũng thịnh, cũng lên được. Và đồng chí Cư cũng hồi đó là nguyên là bí thư. Trong lúc là tôi đã họp chi bộ tôi xin ý kiến. Lúc đó là tôi xin ý kiến chi bộ là bây giờ tôi cũng nói rõ. Tôi nói là bây giờ là cái bọn này nó đám đai nó toàn sót cán bộ bộ đội to nhiều quá. Nên chỉ quyết định là của ban chỉ huy sở đội là quyết định đánh. Nên trong đó là tôi sẽ trực tiếp chỉ huy. Nên hồi đó có một đồng chí Đủ là Đặng Đủ, tên chính thức là Đặng Đủ già. Lúc đó là đã 70 đảng viên. Nó bay đây chi là ba thằng là cái rường cột của sở này bay đây hết. Thằng bí thư, thằng chỗ đội trưởng, thằng chỗ đội phó là bay đây hết. Nên chi là rủi có chuyện chi là sợ rằng là không có ai cái tham trầu chung của sở Sơn Khánh hồi đó. Tôi mới nói là tôi nói thôi, ông cứ yên trí đi, bọn này chủ quan lắm, đánh thắng là thôi, bọn tôi thuộc địa hình rồi, bộ đánh rất dễ. Nên trong đó là trong vòng năm cuối năm 70 là trong cái tháng 10, tức là trời nó mưa tầm tỏa, mà từ cái hành quân đi đánh cái chốt đó là từ cái nơi mà được tập cách là cỡ đi đường vàng cũng phải nam đến cái chốt. Chứ không phải đi vào cái triền núi Hàng Tà đi xuống tới cái khu vực mà Mỹ đám á. Thì cỡ là năm đến bảy cái số chứ không biết đâu. Tối đó là chiều đó là bọn tôi ăn cơm xong. Này cơm thì nói chung là cơm gọi là sáng với cơm ăn xong là tổ chức đi. Tối đó ông nó cũng bị bắt cơm tôi nó không cặn. Tôi mình rón nè ăn sáng đây chứ giờ cơm đầu vác thì ba anh em đi gần đến rồi đó là vừa đi vừa bấm địch vừa định hướng mà đột nhập cho nó thuận lợi nhất để đánh. Thì đến một cái hố mà anh em tôi đã biết rồi là cởi hết đồ già là bỏ đó súng AK bỏ đó, ba người chỉ ba súng ngắn với lựu đạn trong là tiếp tục là đột nhập vào cái đại đội Mỹ đám đó. Thì bọn tôi ra đột nhập hồi đó khoảng là 11-12 giờ đêm gì đó. Thì ở dưới quê Hiệp là trời là đã cũng là dưới đó Mỹ đám có rất chiếc máy bay lặng thỏ đèn dầu, bọn tôi mới bò miết là gạt cái đường nó đi xuống nó phục á, là bọn tôi bắt được cái đường đó là coi như rút miết. Rút đến 11 hay là thỏ đèn sáng á thì bọn tôi ngó là chung quanh là toàn bộ nhà tăng của Mỹ hết. Lúc đó là mới bấm nhà ngồi ép trong đó bấm nhà nói là trừ phân công ba người đánh ba hướng. Thằng mô ra trước thì cũng đến cái chỗ bỏ đồ đó đợi, thằng mô ra có chết thì thôi. Thì ba anh em tôi tập trung là đánh ba hướng và thoát ra. Thì nói chung là trận đó thì ba anh em là đều bị thương cả.
nhưng bị thương mạnh đó với lựu đạn mình, cái địch không hề có một tiếng súng nào, không phản ứng một cái gì, bởi vì đánh từ trong bộ dưới quê đánh ra, nên chỉ là không phản ứng gì. Đánh xong là ba anh em về, thì tôi là thằng ra cuối cùng, bởi vì tôi đánh xuống cái hướng Trường Trung, là tôi là thằng ra cuối cùng, hai anh kia là đi về cái thuận lợi hơn, tức là về cái hoang đá nằm đợi tôi gần sáng rồi á, là nó thôi mình cho anh chết rồi thôi. Là nghĩ hai anh về trước là nghĩ tôi chết rồi, nhưng sự thật là tôi đi không kịp nữa, bởi vì cái mảnh đó nhiều quá, cũng bị thương trong chân với người nhiều quá, đau đi cũng hơi ê, nên chỉ về tới đó rồi các tôi về cái ở cả ba anh em ôm nhau nữa là nó thiệt nó mừng, mà mừng ra nước mắt, tức là ba anh em đều là an toàn trở về, mừng ra nước mắt chứ không phải là nên chỉ cái tâm tư cái trong cái trận đánh đó thì thực là đạt đội Mỹ đó là túi đá nó xuống là không biết mấy chiếc H01A, cái loại một B loại do vịt đó, là xuống nó chở và nó đổ quân tăng cường sáng vừa xa đó, thì nó kéo toàn bộ là đợt về bỏ luôn cái khu đó, là đến hôm sau là tỉnh nó điện về huyện, huyện nó là một cái đơn vị nào đánh, tôi tưởng hay là bộ đội chứ cũng không nói, mà du kích mà đánh đến cái mức độ mà dám lên tới một cái khu vực đám như vậy mà đánh, thì quyền đội mới điện mới hỏi, thì nói chung thì Quế Lam hồi đó là nói là du kích Sơn Khánh đó, thì trong những trận đánh của tôi rất nhiều, tức là tôi đánh Mỹ là tập kích đó, thử thực đó, là không biết mấy thuộc trận, tức là rút vô trong cái địch đánh và cái gà mìn hay là những cái trận đánh như các anh vừa nói là không biết nha. Nhưng sự thực trong cuộc đời của tôi là đã bị thương 12 lần. Năm 72 cho tôi đi bác, tôi cũng dần dời, tức là mắc một con mắt vẽ này. Tức là cho tôi đi bác. Tôi nói thôi tôi cho mẹ tôi sinh ra, thôi tôi cũng xin ở lại miền Nam chiến đấu chết thôi cho tôi không đi. Lúc đó là tôi nguyên là chính trị viên trưởng đại đội. Nên như tôi ở lại chiến đấu đến năm 74 là tôi bị thương gã cái chân này là thôi chịu đầm đi, chứ cũng không tự thực. Thì trong quá trình như vậy, thì được đảng ủy xã Quế Lam và tất cả bà con trong xóm mà nhắc á, tôi cũng có một cái điều là vinh dự mà nguồn đến với tôi và cái sự biết ơn của tôi nói thật á, là không ai ngồi anh Hương và anh Phạm Tâm, bởi lẽ nào tôi nói cao đạo, bởi vì về đa thì tôi cũng không biết đâu, anh Hương đi biểu tôi xuống với quyền ủy là gặp thông kể lại những trận đánh ra thôi, nên tôi cũng thực tâm là tôi kể một cách hồn nhiên đó chứ có biết cái gì cả. Thì nói chung anh đăng bó rồi anh viết lên những cái trận đánh có một cái ý nghĩa đối với cái việc mà tôi được làm cái hồ sơ Phan Anh Hùng trước đó, thì cũng dẫn đến cái nhiều cái yếu tố mà giúp cái luồng gió đưa đến với tôi, đó là giúp cho tôi cũng tạo thành một con người mà được cái nhà nước công nhận. Thực ra đó là đối với tôi thì nói rõ là gia đình ở lúc đó rất chung chênh. Rất chung chênh. Tức là một phần ở địch, một phần ở cộng sản. Tức là cái việc kết nạp đảng của tôi đúng ra là năm 67-68 là kết nạp. Nhưng cứ hai bên thì không chịu kết nạp cho tôi. Không chịu kết nạp với nó, thằng đây là có gia đình ở với nơi lắng con đi chiều hồi rồi, là mà trong lúc đó du kích cũng có nhiều người đi chiều hồi. Nên chỉ cái đâm đơn nghi tôi không kết nạp. Tôi cũng tuyên bố thẳng với bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ hồi nãy, tôi nói thà tôi làm thằng tù cộng sản, tôi quyết tôi không đi chùa rồi đâu. Các ông đừng có đánh gió tôi thấp như vậy, bởi vì truyền thống gia đình tôi không phải là những cái trẻ như vậy.